khủng luôn anh em ơi, khủng luôn, phải rửa chứ. Ua trời ơi, đầy tượng luôn. Đầy rồi anh em ơi, đầy tượng luôn. Đại tượng luôn, đừng nói tự thoát. Không có cửa chạc, cửa thoát. Đại tượng luôn, không có cửa thoát. Đại tượng luôn anh em, ua trời ơi, trời đỏ, đại tượng luôn. Chào các bạn nha, hôm nay đi câu trôi các bạn ạ. Đây là một cái hồ câu cũng mở cũng tầm đâu đó khoảng 2-3 tháng. Cũng ít người biết đến lắm. Nhưng cái hồ này mình với thằng chủ hồ không được thân thiết với nhau cho lắm. Nên là mình xin phép không review cái hồ này ở đâu nha các bạn. Nên mình cũng vừa mới đến hồ thôi. Hồ hôm nay có 2-3 cần thủ ngồi rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển tới một cái vị trí khác để mình câu các bạn nha. Cái vị trí chỗ này thì cá con nó quấn ổ kinh khủng quá, không thể câu được. Đây các bạn có thể thấy là cá con nó đang bu cái ổ của thằng em ngồi cạnh mình đây. Đó, giật liên tục luôn. Bây giờ cái hồ này nếu mà các bạn muốn câu hiệu quả thì phải tìm những cái vị trí nó lạ lạ các bạn. Tìm những cái vị trí nó lạ lạ chứ ai ngồi thì mình đánh nó mới không bị cá con phá nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển tới một vị trí khác nha các bạn. Mình đã tìm được cái vị trí rồi nha các bạn nha. Đây. Này cái góc ở trên cùng của hồ luôn nha các bạn. Đây, cái chỗ này có mấy cái cây, cái chuối nó nằm dưới hồ luôn. Chỗ này đúng đánh trôi, đúng bài luôn. Nhưng sợ, mình sợ là không thả được dây bảo hiểm thôi. Đó, quá đẹp chưa anh em. Vị trí này quá đẹp luôn. Đây, có một cái cành cây, cành tre nó nằm dưới nước, không biết có đánh được hay không. Bây giờ mình sẽ ra cần để thăm dò xem cái đáy nó sạch hay không nha các bạn. Chứ ngồi chỗ này nó chuẩn bài đấy. Ngồi chỗ này là chuẩn bài luôn. Hôm nay mình vẫn đánh đồ to. Đây, trục thẻo là thẻo PE 2 chấm nha các bạn. Thẻo PE 2 chấm, trục 6 chấm nha. Đây là cần handing sắc. Cần handing sắc 4,5m. Chỗ này là tại nó vướng cái lá chuối các bạn. Đây, trên đầu mình lá chuối này. Đánh cái cần này thôi. Chứ đánh cần 6m3 vẫn sướng hơn. Đánh vì mình có những cái điểm tựa này, mình đánh cần 6m3 vô tư. Đấy, trước mắt mình sẽ dò cái chỗ cái đáy này xem nó có sạch không. Nó sạch mình câu mới sướng được. Ok đấy các bạn. Nó hơi vướng cái lá chuối một tí thôi. Nhưng không sao, nó câu được. Lá chuối này thì câu được, không sao cả. Việc quan trọng nhất khi mà chúng ta đến hồ đó chính là xả mồi nha các bạn nhé. Đây, hôm nay mình sẽ câu với mồi chuyên trôi nha các bạn nhé. Mồi chuyên trôi. Mồi này phù hợp với anh em mình đánh trôi thôi, đánh đài nha anh em nhé. Đấy, mình sẽ sử dụng nửa gói để làm cắm xả. Cho thêm này. Mồi này là mồi ủ chua nha các bạn nhé. Mồi ủ chua chuyên trôi để cho anh em đánh đài nhé. Anh em cho vào nước đánh cho nó tan ra nha anh em. Tiếp theo là cắm xả nha các bạn nhé. Các bạn không có cắm xả thì sử dụng cắm chim hoặc cắm gà nha. Trộn vào để chúng ta xả đáy nha anh em. Tiếp theo là ngô ủ chua nha. Ngô ủ chua này là một túi như thế này là 15.000 nha anh em. Một cân là 30.000 nha anh em nhé. Ngô này về các bạn cứ để trong túi bóng, đừng có để nó thủng bao là được. Các bạn để bao lâu cũng được, không có hư hỏng gì đâu nhé. Cứ làm gì làm chúng ta phải xả đáy trước ấy nha. Đừng có vội vàng làm mấy cái việc khác. Xả đáy cực kỳ quan trọng luôn, phải xả cho nó về.
Đây nha anh em, ném cứ ném ra gần gần cái chỗ phao á. Ném trong phao nha anh em nhé, ném trong phao đừng ném ngoài phao nha. Bao móm luôn anh em. Đánh bài mồi trôi này là đúng mình bao móm luôn. Giờ trộn mồi để câu anh em nhé. Cho mồi, anh em cho vào mồi vào một ít nước nha anh em. Tí nước thôi nha anh em nhé. Rồi anh em thêm cái gói mồi số 9 vào cho mình nha. Chúng ta sẽ đánh mồi chua thủm thủm nha anh em nhé. Đấy, cứ mồi trôi, chuyên trôi kết hợp với gói mồi số 9 nha anh em nhé. Nắng mưa gì cũng thế, anh em cứ đánh như thế này cho mình. Thêm tàu rong vào. Đánh vắt nha anh em nhé. Ok. Mồi này trôi cũng ăn mà rô phi cũng ăn nha các bạn. Ok, giờ thì bắt đầu câu nhanh nhanh nhé. Riêng đánh với con trôi nhé. Anh em phải chuẩn bị đồ cẩn thận một tí cho mình nhé. Đối với đánh con cá trôi là anh em lúc nào cũng phải có bảo hiểm nha anh em nhé. Bảo hiểm càng dài càng tốt. Anh em cứ lấy cho mình một cuộn dù khoảng 10 chấm. Anh em quấn vào trong cái ống ấy, cái ống hoặc cái chai. Anh em quấn cho mình khoảng 100 mét, sau đó anh em mua cho mình một cái cuộn dây bảo hiểm co dán, cái loại mà dây như kiểu dây của mình ấy nhá, cái dạng dây dù như thế này nhá. Đây, dây dù như thế này nó nhỏ gọn nhá anh em nối vào. Nếu mà gặp cá trôi to thì chúng ta thả cho chạy thoải mái luôn. Hôm nay mình đánh 10 vắt nên là mình cân 7 đánh 3 nha các bạn. Chúng ta xả đáy rồi thì có cần xả kẹp xả hay không thì lâu lâu chúng ta sẽ kẹp một lần cho anh em nhé, không phải lúc nào cũng cần phải kẹp xả. Cái xả đáy cực kỳ quan trọng anh ạ. Đánh trôi là phải xả cái mồi chua chua ấy, chua chua thủng thủng á, con cá nó về nhanh lắm. Chỗ này nước cạn lắm anh em. Cái hồ này thì cách nhà mình đâu đó khoảng 10 cây số gì đấy thôi, nhưng hồ này là mình không review nhá. Anh em nào biết thì tới câu, còn cái riêng cái hồ này mình sẽ không bao giờ mình review đâu. Mình không bao giờ mình review cái hồ này để chỉ ở đâu đâu. Để anh em nào biết về cái hồ này thì cứ tới câu thôi, đừng hỏi mình là hồ mình đang câu hồ này ở đâu hết. Thì mình không thích cái thằng chủ hồ này cho lắm. Trước sau gì cũng bỏ trộn, bỏ trước không khí động các bạn.
tiên. Ui, khủng luôn, khủng luôn, khủng luôn, khủng luôn. Khủng luôn anh ơi. Khủng luôn, khủng luôn. Ua, tổ lúc đấy khủng luôn. Đồng dầu về nó mới đẹp tự nhiên. Đặt tự nhiên đừng có tự hoạt. Không có cửa chạc cửa hoạt. Đại tượng luôn anh em, ua trời ơi, trời đỏ, đại tượng luôn. Chạy đi, anh cần mày chạy ra. Đúng rồi, chạy đi. Mồi trôi đây anh em, mồi chuyến trôi đây anh em. Trôi đại tượng luôn, trôi to luôn đó. Quá trời ơi, trời ơi, con này phải 5-6 cân. Con này phải 5-6 cân anh em ơi. Con này phải hàng đài rồi. Hàng đài đó anh em ơi. Đạch tượng luôn á. Rút tiền đi rồi. Ôi trời ơi, con trời đỏ anh em ơi. Con trời đẹp, con trời đỏ. Quá trời ơi. Anh em đoạn con mấy cân. Ủa, rớt ghế vậy rồi. Ủa, rớt điện thoại vậy rồi. Trời ơi. Lịch sắt nha anh em nhá. Ủa anh em ơi này. Con cá này, con cá trôi này.
Em trai câu được khi mốt đó. Dạ. Em câu được khi mốt đó. Một ngò đó anh tí nhá, anh đi sợi cái máy cái. Ờ dạ dạ, đồ ấy. Ừ, rơi mèn không chứ hô. Điện thoại á. Ừ. Bắt được con trôi rơi mèn không chứ hô. Trôi to lắm, 3 cân rơi đây. Ừ. Trôi đỏ. Mình vừa đi sấy cái máy điện thoại về các bạn ạ. May mà vẫn sấy thành công. Mình tưởng là trút luôn rồi. Bây giờ tiếp tục nha các bạn. Trước khi mình đi ấy, thì các con nó cũng phá ổ. Từ khi mình đi đến bây giờ là đâu đó khoảng hơn một tiếng rồi. Chắc chắn bây giờ là các con không còn trong ổ nữa. Bây giờ mình câu là tỷ lệ va hàng cao lắm anh em. Đã xác định đi câu con cá trôi thì cũng hạn chế xả nha anh em nhé. Mình chỉ xả một lần đấy thôi. Xả nhiều là cá con nó về. Rất là khó câu. Chúng ta chỉ đánh con to thôi. Rồi. Đây. Nó đổ. Ô mê nó mê. Mẹ phải cân rơi. Mình báo cá nha các bạn nhá. Mình đi lúc 9 giờ, bây giờ 3 giờ hết giờ rồi nha các bạn. Mình đánh có 1 ca thôi. Mình tính đánh đêm nhưng cái hồ này là không cho đánh đêm. Vô lý thật, người khác thì cho câu, mình đéo cho câu. Wow. Thành quả hôm nay đây các bạn. Đây là được 2 con cá trôi nhỏ và 1 con trôi to, 2 con rô phi. Hai con rô phi lỡ lỡ. Để mình lên đây mình đổ ra cho các bạn xem cho rõ này. Nếu mà chủ hồ cho câu đêm thì mình cũng đánh lên cả đêm luôn, đánh mai về. Nhưng mà mình nghe nói chủ hồ đánh cho đánh đêm bình thường mà. Nãy mình hỏi không cho đánh. Nên là thôi.
không cho đó để đánh thì mình về thôi các bạn. Cá con nhiều lắm, không đánh đêm thì không câu được đâu. Wow, con trôi các bạn này. Nước nóng lắm. Nước trong cái thùng này nóng lắm các bạn ạ. Mình phải lấy cái lọ nước mát của mình bỏ vào kìa. Đi về mình mua cho nó bịch đá bỏ vào là nước mát liền. Còn nước như thế này nó không sống được đâu các bạn ạ. Ôi trời. Độ xe luôn. Nắng quá. Nắng kinh khủng luôn. Đây là nhiều lúc làm mình rất là bức xúc. Ví dụ như mình ở nhà mình chọn đồ xuống hồ câu, xuống mẹ nó đéo cho câu, xuống nó đuổi về. Nó ưng ưng ấy các bạn. Lúc nó hứng lên nó cho câu, không hứng lên thôi. Mình bị đuổi ở cái hồ này mấy lần rồi, mình cực lắm. Mấy lần xuống đây câu bị nó đuổi về rồi. Câu cá rô tiếp nha các bạn nha. Câu ở hồ hôm qua thôi. Câu hồ này mất sướng ấy. Rồi mình chào tất cả các bạn nha.